Thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây mình làm một đề tài. Đó là một đề tài vì sao Giê-xu đã chết, và bài trả lời của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang đã trả lời cho một cái thư điện của gọi là Cập Đen. Nguyễn Mạnh Quang: sáng nay 25 tháng 3 năm 2021, tôi nhận được điện thư của bạn Cập Đen có nội dung như sau. Con chào bác, con chúc bác một ngày mới vui vẻ. Bác ơi, bác có thể nói cho mọi người trên thế giới biết về Chúa Giê-xu ra đời và gia phả của Giê-xu, tại sao Giê-xu chết. Con muốn biết sự thật của ông ta, vì con thấy người ta mù quáng và tôn thờ quá mức. Ký tên Cập Đen. Đây là thư trả lời cho Cập Đen của tôi. Thư này đã đăng trên Facebook nhưng bị mất. Bạn đọc Cập Đen thân mến, việc nghiên cứu của tôi chú tâm vào những hành động của giáo hội La Mã tác hại đến sự bình yên, sự công bằng và tình đồng loại trên thế giới, nhất là ảnh hưởng tác hại vào sinh mệnh của nước Việt Nam. Vì thế tôi không nghiên cứu về những chi tiết cá nhân của ông Giê-xu, mà tôi xem là không liên hệ nhiều đến các hành động của tôn giáo mang tên ông sau này, Kitô giáo nói chung. Dù vậy, các câu hỏi của bạn đều đã có câu trả lời từ các cuộc nghiên cứu của nhiều tác giả khác. Cho nên xin được trả lời các câu hỏi của bạn như sau. 1. Sự ra đời của Giê-xu. Về điểm này, tác giả Trác Lương Nguyễn viết như sau. Theo sách Talmud, một cổ thư của các tu sĩ Do Thái, thì Giê-xu là một đứa con hoang. Vào năm bà Maria lên 16 tuổi, trong dịp đến nhà ông cậu là Joachim để săn sóc bà vợ của ông ta là Isabe. Lúc đó đang mang bầu Gioan Bautista được 6 tháng, thì bà Maria đã bị một người lính La Mã tên là Pantera hiếp dâm. Tên này gốc người Sidon, tức Liban ngày nay, đi lính Lê Dương cho đế quốc La Mã và giữ xạ thủ, và được giữ chức ngai xạ thủ. Y chết tại Đức, lúc đó cũng là một mà thuộc địa của La Mã, vào năm 62 tuổi, và được chôn tại Bengebuk. Hiện nay người ta đã tìm thấy bia mộ của tên lính này, trên đó có khắc hình một người lính La Mã tên là Pantera. Tấm bia mộ này được hiện được lưu giữ tại bảo tàng Viện Bad Kuzenat, Đức Quốc, trường đại học của dòng tên tại Trung Tây Hoa Kỳ hiện dùng các tài liệu này để giảng dạy giáo lý mới. Về gia phả Giê-xu. 2. Gia phả của ông Giê-xu. Sách Encyclopedia Britannica ghi nhận 4 người anh em và nhiều chị em gái của ông Giê-xu được nói đến ở trong kinh sách của ông Mắc 6. Không có căn bản nào trong bản văn này nói rằng những người anh chị em này là những người cùng cha khác mẹ, hay là anh em con chú bác của đối với ông Giê-xu. Và làm như vậy là phản lại động cơ giáo điều chủ nghĩa. Tất cả các danh tính bà con của ông Giê-xu chứng tỏ rõ ràng cái tính chất thuần túy Do Thái của gia đình ông ta. Tên mẹ của ông Giê-xu là bà Mariam, tên bố ông là Joseph, và tên các người em của ông ta là James, Jacob, Judas và Simon. 3. Về nguyên nhân đưa đến cái chết của ông Giê-xu. Như vậy là từ ngay khi chào đời cho đến khi lớn lên, đến tuổi trưởng thành, ông Giê-xu sống với bà mẹ đẻ là bà Maria. Ông bố ghẻ là ông Joseph làm nghề thợ mộc, cùng với đàn em cùng mẹ khác cha lớn lên. Không biết vào tuổi nào, nhưng cũng như vì lý do nào mà ông Giê-xu thường bỏ nhà đi lang thang và phát ngôn bừa bãi, rất ngông nghênh, rất hổm hỉnh và rất thiếu văn hóa. Nhiều khi ông tự xưng là con của Chúa Trời. Ngoài ra, ông thường phóng ra những lời hỗn xược, ngược ngạo, rất phi luân. Dưới đây là những lời nói như vậy của ông Giê-xu. Ta đến đây không phải mang lại sự bình an, mà là mang gươm giáo. Ta đến đây
để con trai chống lại cha, con gái chống lại mẹ, con dâu chống lại mẹ chồng, và làm cho người trong nhà trở thành thù địch chống lại nhau. Cái nào yêu kính cha mẹ hơn ta thì không đáng gì đối với ta, và cái nào yêu thương con cái hơn ta cũng không đáng gì đối với ta. Matthew 10:34-37. Ba, khi rượu hết, bà mẹ của Giê-xu nói với Giê-xu rằng: không còn rượu nữa. Này bà, ta với người có bắt mớ gì với nhau? Nhiều khi hứng chí ông Giê-xu lên án và chửi bới những người Do Thái thuộc hệ phái Pharisee. Matthew 23:13. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee, là kẻ giả hình, vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta, các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào thì lại ngăn trở. Matthew 23:14. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee, là kẻ giả hình, vì các ngươi làm bộ đọc lời cầu nguyện cho dài mà nuốt nhà đờn bà quá. Vì cớ đó các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng hơn. Matthew 23:23. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee, là kẻ giả hình, vì các ngươi nộp 1/10 bạc hà, hồi hương và rau cần mà bỏ điều lệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Matthew 23:24. Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà. Cũng nên biết, vào thời ông Giê-xu, nước Do Thái đã bị đế quốc La Mã chiếm đóng và thống trị từ năm 64 trước Tây lịch. Dân Do Thái theo đạo Do Thái. Vào thời ông Giê-xu, tôn giáo này đã phân hóa thành nhiều hệ phái. Hệ phái Pharisee độc quyền chiếm giữ đền thánh Jerusalem, có số tín đồ đông nhất. B, hệ phái Sadducee là tín đồ nhưng rất bảo thủ và cuồng tín cực đoan. C, hệ phái Essene. Hệ phái Essene này là có một cái hiệu thuốc hút luôn nha các bạn. Essene. Giáo phái đông thứ nhì sau Pharisee, giáo phái này cấp tiến nhất. Cũng nên biết bản chất của những người theo thông giáo độc thần là cuồng tín, rất háo sát và rất hung dữ đến độ họ sẵn sàng tàn sát những người thuộc các tôn giáo khác và tàn sát cả những người cùng tôn trang giáo nhưng thuộc hệ phái khác. Bằng chứng là cùng với tín hữu thờ ông Giê-xu mà người Kitô La Mã đã từng tàn sát những người Kitô tin lành, người Kitô chính thống và những người Kitô anh giáo, cùng là tín đồ Hồi giáo, người tín hữu Hồi giáo Sunni và người Hồi giáo Sikh cũng giết hại lẫn nhau, không khác gì những người Kitô giáo La Mã giết hại những người tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác. Chính vì thế mà ông Giê-xu bị những người thuộc hệ phái khác Do Thái giáo khác muốn hãm hại ông. Chính vì thế mà ông Giê-xu bị những người thuộc các hệ phái Do Thái giáo khác muốn hãm hại ông. Đồng thời, có những khi trong cơn hứng chửi bới lung tung, ông cũng chửi và lên án cả chính quyền đế quốc La Mã. Vì thế mà chính quyền La Mã cũng không ưa ông, nếu không muốn nói là thù ghét ông. Vì nằm dưới ách thống trị của đế quốc La Mã, người dân Do Thái rất thù ghét chính quyền La Mã và muốn đánh đuổi quân giặc ngoại thù này ra khỏi đất nước Do Thái. Có những người thấy ông Giê-xu tự xưng là con của Chúa Trời và nói những lời chống chính quyền La Mã, liền cho rằng ông là có tinh thần chống lại chính quyền xâm lăng La Mã và thỉnh cầu ông đứng ra lãnh đạo tổ chức lực lượng nghĩa quân vũ trang giải phóng đất nước Do Thái thoát khỏi ách thống trị của đế quốc La Mã. Thế nhưng trong cơn bốc đồng nổi hứng, ông chỉ chửi bới và lên án chính quyền đế quốc La Mã cho đã miệng, chứ thực ra ông không hề có ý định và cũng không có khả năng làm chuyện lớn như vậy. Cho nên ông không thể đáp ứng được khát vọng của họ, vì thế mà người dân Do Thái mới khinh rẻ ông, coi ông như một người gây rối xã hội và cần phải khử diệt ông. Sự kiện này được sách sử ghi lại rõ ràng như sau. Cũng như ông Giê-xu tin tưởng
nhiều người Do Thái tin rằng ông Giê-xu là Chúa cứu thế mà họ đã ngóng đợi từ lâu. Họ thỉnh cầu ông dấn thân, nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo lực lượng vũ trang, giải phóng đất nước, thoát khỏi ách thống trị của đế quốc La Mã. Nhưng ông không quan tâm đến việc này. Ông cho biết ông tìm cách giải phóng con người về đạo đức và tinh thần, thất vọng và giận dữ. Nhiều người Do Thái quay ra chống ông, kết án ông và bắt ông nộp cho các viên chức chính quyền đế quốc La Mã. Kết án ông và bắt ông nộp cho các viên chức chính quyền đế quốc La Mã để hành hình ông. Viên tổng thống thống đốc của chính quyền La Mã là ông Pontius Pilate ra lệnh xử ông theo luật pháp của chính quyền La Mã và hào hồi đó là đóng đinh thân xác ông trên một cái giá chữ thập rồi đem đi cắm ở sườn núi Sọ cùng với hai tên tử tội khác để phơi nắng phơi mưa cho đến chết. Thứ nhất, qua mấy đoạn văn trích dẫn trên đây, chúng tôi có thể suy đoán rằng ông Giê-xu và ông bố ghẻ Joseph sống với nhau không được thuận thảo. Và những khi xảy ra những chuyện bất hòa giữa ông Joseph và ông Giê-xu thì bà Maria không tích cực bảo vệ ông Giê-xu. Tình trạng này khiến cho ông Giê-xu bất mãn với cả ông bố ghẻ Joseph và bà Maria, người mẹ ruột của ông. Vì thế ông Giê-xu mới thường bỏ nhà đi lang thang và phát ngôn bừa bãi, phóng ra những lời hổm hỉnh xưng là con Chúa Trời, những lời háo sát, háo chiến, bất hiếu và phản luân nhân luân như trong hai văn bản nói trên. Thứ hai, ông Giê-xu thường lớn tiếng chống và lên án chính quyền đế quốc La Mã, nhưng chỉ là chống bằng miệng chứ không hề có ý định cụ thể hóa những lời nói chống và lên án chính quyền đế quốc La Mã của ông thành hành động. Rõ ràng là cung cách của ông Giê-xu chống và lên án chính quyền đế quốc La Mã giống y hệt như cung cách ông Ngô Kỷ chống và lên án chính quyền Việt Nam trong 46 năm qua. Vì thế mà người dân Do Thái hồi đó mới khinh rẻ và ghét ông, bắt ông đem nộp cho nhà nước đế quốc La Mã để cho họ xử tử ông. Như vậy rõ ràng là ông Giê-xu chết vì vạ miệng ngày 25 tháng 3 năm 2021. Nguyễn Mạnh Quang. Đó là một cái bài lý do tại sao vì chết của một hộp thư của Cập Đen nhắn cho bác giáo sư Nguyễn Mạnh Quang. Và chúng ta đã làm tỏ vì sao Giê-xu chết. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn quý vị các bạn trong clip sau.